thiết cuộc đời đôi môi thắm duyên. Quê hương trong khói lửa mùa chinh chiến, quên tình yêu riêng sông pha chiến tuyến. Có những người anh tôi quen đã lâu, năm tháng kể nhau chia bao khổ đau. Thôn quê xa vắng hôm nào biệt ly, không ngại ngùng đi trong ánh trong tiếng chim vui liêu lo ngoài sân. Các anh là vận mây muôn phương, các anh là niềm vui quê hương, là tia nắng mai reo trên vạn nẻo đường, là cơn gió mang hương thơm tận ngàn phương. Anh hỡi người trai đi trong gió sương, lưu luyến gì không khi xa cố hương. Non sông hoa gấm đang chờ nơi anh, mang về vinh quang tự do nó ấm. Đâu những mùa xuân hoa khoe sắc tươi, đâu những mùa thu nghe lá úa rơi. Yêu sông yêu núi tươi cười ra đi, anh là trong tiếng chim vui liêu lo ngoài sân. Các anh là vận mây muôn phương, các anh là niềm vui quê hương, là tia nắng mai reo trên vạn nẻo đường, là cơn gió man hương thơm tận ngàn phương. Anh hỡi người trai đi trong gió sương, lưu luyến gì không khi xa cố hương. Non sông hoa gấm đang chờ nơi anh, mang về vinh quang tự do nó ấm. Đâu những mùa xuân hoa khoe sắc tươi, đâu những mùa thu nghe lá úa rơi. Yêu sông yêu núi tươi cười ra đi, anh là người tôi yêu đuối tươi cười ra đi, anh là người tôi thương mến muôn đời. Hôm nay tình nguyện viên chúng con đến thăm ông và gửi cho ông một món quà sinh là 2,5 triệu. Rồi chúc ông và gia đình luôn mạnh khỏe, bình an. Ông có gửi lời thăm gì các cha và các mạnh thường quân không ạ? À? Con tôi xin gửi lời đến cha Vũ, chúc cho Vũ khỏe. các mạnh thường quân hay các cha khác không? Các mạnh thường quân với các cha. Trước hết là cảm ơn cha, cảm ơn nhà thờ, cảm ơn mạnh thường quân, cảm ơn phòng nhà công lý Hòa Bình. Không có chút quà gửi cho các anh em tôi là rất cảm ơn nhiều. Chúc cha với các mạnh thường quân trong phòng công lý là nhiều sức khỏe. Dạ, cảm ơn. Dạ, rồi. Đúng rồi. Tôi là Nguyễn Minh Quang, chú quân 67 823 327.
đại đội 9 thuộc đại đội 9 trinh sát chi đoàn 5 bộ binh. Tôi bị thương, mất một chân. Nay nhờ các cha, các tình nguyện viên, các mạnh thường quân trong nước và ngoài nước đã giúp đỡ cho chúng tôi có một chút quà xuân. Chúng tôi xin cảm ơn rất nhiều. Dạ. Cảm ơn cha là có sự trợ trợ mình chứ rồi. Rồi, chú Rê có nói gì với cha không? Con Lê Văn Rê, con cũng xuân mới. Con cũng chúc các cha được sức khỏe dồi dào để có những cái lo cho các con. Các con không biết nói sao, xin lời thành thật và cảm ơn quý cha, quý thầy và tất cả những người tài trợ cho chúng con. Chúng con cảm ơn. Dạ, con cảm ơn ông. Vừa nó có cái thánh giá đi, bọn ta là Catholic mà. Dạ, rồi.